sáng ngày thứ hai, ngày thứ ba khi mà tới Việt Nam. Đây là nguyên một cái ban sửa soạn đi Buôn Mê Thuột. Thưa quý vị, đây là cái chuyến xe đầu tiên mình đi chơi nha quý vị ơi. Đó rồi, ai nấy bảo trọng hả? Rồi đây ông tài xế, anh tên gì anh? Đăng, em tên Đăng. Tên Đăng, đây là ông tài xế của tôi, tên Đăng. Đó, có massage, mày lấy chồng mày ra đè ra massage. Đây là con đường nổi tiếng tại Nha Trang, con đường Trần Phú, chạy theo dọc ven biển với những kênh khách sạn cao ngất trời. Ồ, nghe đã dễ sợ luôn. Đừng nhớ 700 nha. Trời này mà có ai tắm? Nghe. Hả? Đó là đi ra tới 100 rồi. Đây là đèo Phượng Hoàng, trên đường đi 30 thuộc. Tôi có cái channel đi chơi mà. Ở đây là khách sạn Mường Thanh. Mường Thanh ở thành phố Buôn Ma Thuột. Buôn Mê Thuột. Buôn Mê hay Buôn Ma? Buôn Mê Thuột. Mê ê. Mê là mỡ. Khách sạn này lớn nhất ở Buôn Mê Thuột á. Còn khách sạn 5 sao only ở Buôn Mê Thuột. Mường Thanh này tỉnh nào nó không có. À như đó, tỉnh nào nó không có cá, à. Cá hai cái đó. Đúng rồi. Nha Trang mình là Nha Trang như 3 cái. Dạ được rồi, được rồi. Thanh Mai 1, 2, 3, 4 cái. 4 cái à. Đây là chùa Tử Quang hay là chùa gỗ gì ở 30 tuổi nha. Đây là một ngôi chùa gỗ nổi tiếng ở 30 tuổi. Nó cũng hồi chó lắm, nên phải thay. Nó làm luôn như tới Tết ta luôn nè. Cái này làm cho tới Tết luôn. Gần tới rồi. Cái bồ đề á hả? Yeah.
gì hả? Cái chim đầu ở giữa, cái chim rễ là cái ngồi rồi đây rồi. À, đây là một ngôi chùa kết cấu bằng những loại gỗ xưa. À, nắng đôi đẹp đẽ, hôm qua trời u ám, hôm nay đây là ở trong thành phố Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột, yeah. Thời tiết hôm nay tương đối khá là ok. Yeah. Bây giờ là cái đoàn của chúng tôi sẽ đến một nơi gọi là Museum of the Coffee, tất nhiên là nơi trưng bày cà phê của Buôn Ma Thuột. Yeah. Yeah. Nói chung là khỉ o cò gáy đó mà. Không à. Ai không uống nữa? Mình đi tới 5 mạng, 7 mạng rồi, 6 mạng. Hả? Ai không uống? Đây. Cái này có một cửa này đặt được cái pha cà phê nhé. Thấy cái màu cà phê nó rất ư là màu đậm. Đây là bà con đang hưởng thụ gọi là testing cà phê, 1212 testing cà phê. Hả? Đây là ly cà phê của chị. Chị uống xong mà tối nay mà chị ngủ không được, đừng đổi thừa em. Giờ mấy giờ rồi? Mới 10 giờ. À, đây là một cái máy cà phê hồi xa xưa. Chắc máy này là máy sấy cà phê. Có một cái ống khoảng đây. Và đây là những cái dụng cụ xay cà phê. Thứ này nó treo trên cái kiến thiết của nó đó. Ừ. Thì nhà cũng treo nhà. Nhưng mà mình không có chưng những cái này, chưng những khác. Chưng những vỏ bông á. Ờ, những cái hay đó mà mình đổ. Mình nghĩ không ra. Anh sĩ, cà phê cái nồi ngồi trên cái nóc nè. Cái nồi ngồi trên cái cốc á, cái này gút.
Ở này trái cà phê nữa anh. Trái cà phê nó đỏ mà đây là người thấy đỏ. Đâu chị đây em? Không chưa đỏ lắm. Không không đi đây đỏ nè em. Đỏ nè em. Thấy không? Dạ không chưa đỏ lắm. Không đây nè. Đỏ đỏ chỗ đỏ sẫm kia kìa. À đây nè. Thôi họ mất công hái nó mất công tại nè. Không thấy ai thấy mình hái mình ăn thôi giống vậy. Đây cái không sạch sẽ quá hả ha. Đó, mấy kia mới đỏ kìa. Dạ đó, trái gì đó. Mát mẻ. Ồ, ê, châm, mua một cục đá này là châm. Tiền không đó châm. Vậy không? Sao người muốn nằm trên cái cục đá này nè. Buồn bát kiếm không à. Giá gì thì cho muốn. Giá tiền không là granite nữa. Cái sen, cái đá sen. Coi nó nằm nó enjoy nè. Không 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 lá sen nó cao dữ hả? Tâm gì? Tâm thiện lành. Này sen á anh. Còn cái súng nó thấp hơn chút xíu nè. Kia, cái súng không nó sen luôn. Sen luôn á. Sen hết á. Thôi phải chụp liền cái cây này. Rồi đúng rồi, phải chụp anh trời nói có sắc mất có chín đàng hoàng chứ. Đây nè, cà phê chín. Mà bạn dám ăn cà phê. Ồ, gió mát quá à, ha. Chị còn đau chân lắm hả? Cũng còn đau chứ. Bước qua đây nổi.